Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình cũng thực hiện với lời hứa với các bạn là thời gian mình làm những video cho các bạn đàn cúng tạm xong thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài bài tài tử để các bạn tập, cũng như là mình có cái thay đổi ha, để các bạn được tìm hiểu thêm về nhạc tài tử. Thì mình chỉ làm sơ những cái video, những bài lý nhỏ nhỏ thôi. Mình cũng cho các bạn được hiểu thêm về cái bậc dây của đàn tranh bên tài tử ha. Đây là cái đàn tranh 17 dây ha các bạn. Đàn này mình đã lên dây sẵn. Thì theo như đàn tranh 17 dây á, thì mình cứ tính từ dây trầm đi xuống nha. Tạm thời mình tính từ dây trầm xuống là dây 1 đi. Ví dụ dây trầm là dây 1. Dây 1 này thì nếu đàn 17 dây á, thì dây 1 này thì mình để nó tự do. Ví dụ như mình tùy theo những cái bài bản mà mình chỉnh. Ví dụ mình đàn những bài nam á, thì mình chỉnh nó thành chữ xề trầm ha. Còn nếu mình sử dụng những cái bài bắc á, thì có thể mình lên cầm ha. Ví dụ như là dây tạm thời là mình tính dây trên là dây 1 đi. Là mình đã lên sẵn là xề trầm ha. Là nó tương đương với cái nốt là ha, nốt là bên tân nhạc ha. Rồi dây thứ hai là hò ha. Hò là nó bằng với nó rề ha. Rồi dây thứ ba là dây mình đàn là những bài nam thì mình lên là cái dây sư ha. Sư là bậc trầm thì mình đọc tạm thôi, mình đọc là sư ha. Sư này là nó bằng với nốt pha ha. Pha. Có bậc trầm thì mình đọc có dấu quyền ha các bạn. Ví dụ như là rê phà ha. Rồi dây thứ tư là nó là chữ sang ha, sang bậc trầm thì mình đọc là sàng. Sàng là nó đối với nốt son ha, thì mình đọc son ha. Rồi là dây thứ năm là xề ha. C là mình đọc là chữ là ha. Là dây thứ sáu. Sáu là nó cầm. Cầm là mình đọc là si ha, nó tương đương với si. Rồi dây thứ bảy là liều là trùng lại hò ha. Liều trùng hò thì sự là trùng lại sư, sang sang là sàng trùng sang ha. Rồi c xề trùng c ha. Công cầm trùng công. Rồi liêu, liều là nói với liêu ha. Rồi liêu là tới sứ ha, sứ là tới sáng, sáng là xế ha, cống liếu là 17 giây ha các bạn. Rồi khi mình đàn thì cái hệ thống dây đàn tranh thì nó chỉ có 5 nốt nhạc thôi ha. Theo ngũ cung là mình phải mượn 2 nốt. Ví dụ như chữ đây mình có chữ công, chữ cầm ha, nhưng mà mình không có chữ phan. Thì nếu mình muốn đàn phan thì mình phải nhấn cầm vô ha các bạn ha. Đó. Đây, đây là không có nốt u nè. U thì mình muốn đàn u thì mình nhấn liêu vô ha, nói vậy ha. Rồi
đó là cái cách lên dây của đàn tranh ha. Mình tạm thời mình nói như vậy thì các bạn đã biết đinh đàn cúng rồi, thì mình đã biết nghe âm thanh rồi, thì mình sẽ hiểu ha, là xề ha, xề trầm, hò, sư ha, sang, xê, còng ha, còng, liêu ha, rồi trùng lại, sư, sang ha, xê, còng, liêu, sứ, sáng, xế, cống, liếu ha. Nãy bậc trên thì có dấu quyền, còn bậc giữa thì không dấu, bậc dưới thì có dấu sắc ha. Nãy giờ thì các bạn có thể như mình tập cái bài quen thuộc ha, quen thuộc thì mình tập bài ví dụ như bài Lý Con Sáu ha, Lý Con Sáu dân ca Nam Bộ ha. Lý Con Sáu thì bài Lý Con Sáu nó được chia là 10 câu ha, 10 câu. Nhưng mà khi mình đàn á là nó có 2 câu để mình dạo đầu, để mình vô á là nó lấy cái câu 9 với câu 10 dạo ha. Ví dụ như vậy. Nó là câu 9, câu 10 ha các bạn. Thí dụ như mình dạo sau, dạo xong thì mình vô. Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu 9, câu 10 là trùng câu 7, câu 8 ha. Rồi, giờ mình tập cho các bạn từ câu 1 ha. Á sang ha, là một nhịp. Là thêm 3 chữ sang nữa. Chữ sang trước là mình nhịp nghe chân phải ha. Rồi 3 chữ sang kế là mình nhịp chân trái. Rồi công, xê, xê sang sư, không có câu ha, xê sang sư là mình nhịp chân phải nữa là hết câu 1. Ha, câu 1 là câu 1 đó. Làm cũng nói thêm với các bạn là mình đàn những cái bài mà buồn á thì mình phải rung chữ sang ha. Ha, rung chữ sang với rung chữ phan. Ha, hai nốt đó là mình phải rung. Rồi, câu 1 đó ha. Là câu 1 ha, rồi câu 2. Sư sang sư ha, là chân trái. Rồi sang xê liêu công xê là chân phải ha. Sang xê công xê là chân phải. Tiếp luôn. Sang sang sư xê chân trái ha. Sang sang là chữ sang trước mình nhắn vô ha.
Mình có thể mình đọc sẵn sang cũng được ha. Sẵn sang sư xề ha, là chân trái. Rồi xê xề phàn liều. Phàn là mình nhấn còng vô ha. Đó là chân phải, là hết câu 2 ha. Rồi mình đàn lại câu 2. Xê phan liêu ha, là nhịp phải. Chữ phan là mình nhấn cong vô các bạn. Rồi tiếp luôn. U sứ u ha, u là mình nhấn liêu vô các bạn, là nhịp chân trái. Rồi tiếp con là liêu phan liêu, là nhịp chân phải ha, là hết câu 3 ha. Phan là nhấn liêu, nhấn cong vô ha. À mình đàn câu 3 ha, bỏ nhịp trái. Bỏ nhịp trái ha. Câu 3 lần nữa. Rồi câu 4 nữa. Liều liêu nhịp trái ha. Rồi xê sang sư xề là chân phải nha. Rồi phàn liều sư xề là nhịp trái. Phàn là nhấn còng vô. Rồi tiếp luôn. Rồi hò xề phàn liều là chân phải nha. Câu 4 ha. Là mình đang câu 4 ha. Này câu 4 rồi. Câu 4 lần nữa. Câu 1 đến câu 4 ha. Câu 1 đến câu 4 lần nữa.
cao 5 đúng không? Liều xề ha, là chân trái. Rồi, xê sang sư. Xê sang sư u ha. U là mình nhấn liều vô ha. Sư u ha. Là những chân phải. Thế luôn. Rồi, liều xề sư u. Chân trái. Rồi liều còng chân phải ha, là câu 5. À câu 5 lần nữa. À câu 5 lần nữa. Sao luôn. Rồi, xề xề ha. Hai chữ xề là xề sao, là mình đang xề trầm ở trên ha. Xề xề là chân trái ha. Rồi vàng liều nhịp ngoại phải. Rồi. Rồi liều sang liều còng là chân trái. Rồi. Rồi. Tiếp luôn. Rồi xề sừ sang xề là chân phải ha. À đang lại câu 7 ha. Câu này câu 6 nha các bạn, không phải câu 7 ha. Lại. Đây, làm lại lần nữa. Là câu 8 rồi. Đây, xề xề nữa ha. Xề xề là mình nhịp ngoại chân trái ha. Rồi á hò. Hò là chân phải nha. Rồi liều sư sang chân trái. Rồi xê liều sứ công chân phải nha, là hết câu 7 nha. Là mình đang câu 7 nha. Là câu 7 nha. Câu 7 lần nữa. Câu 7 lần nữa. Là câu 8 luôn. Xê liêu sư ha, là chân trái. Rồi sứ u liêu công chân phải. U là liêu nhắn nha các bạn. Rồi tiếp luôn. Rồi liêu công xê sang
chân trái, rồi sư sang chân phải ha. Là câu 8 ha, là mình đang là câu 8 ha. Câu 8 mình đó. Rồi câu 9 thì trùng câu 7, câu 10 trùng câu 8 ha. Nhưng mà mình phải nhấn thêm hai chữ sang ha, thêm hai chữ sang rồi mới á hò ha. Ví dụ như giờ mình viết câu 8. Là mình đàn lại từ câu 5 đến câu 8 ha, câu 5 đến câu 10. Tới đây là hết bài lý 6 ha. Giờ mình đàn lại cho các bạn từ đầu ha. Là mình lấy câu câu 9 với câu 10 mình dạo ha. Dạo xong cái mình vô ha. Lần 2. Thank you.
Rồi tới đây là hết bài lý không 6 nha các bạn. Rồi mình cũng gửi đến các bạn để tham khảo thôi, là mình dành cho các bạn mới tập thôi ha. Còn những bạn mà đã học giỏi rồi thì mình không có video này thì đối với các bạn cũng không có ý nghĩa gì ha. Mình chỉ tập cho những người mới thôi. Rồi xin chào tất cả quý vị các bạn.